Chương số 1 của bài lớp 10 chương nguyên tử ạ. Ở trong cái chương nguyên tử thì chúng ta có một số kiến thức cần nắm vững đây. Điện tích hạt nhân thì là số Z thì bằng số P và bằng số E. Được chưa? Thì mình có là P bằng E và bằng Z. Mặt khác ạ, mặt khác thì mình có A là số khối. Số khối thì bằng N cộng Z hay là bằng N cộng P do Z bằng P. Khối lượng của nguyên tử thì bằng MP cộng MN vì khối lượng của electron rất là nhỏ. Được chưa? Nguyên tố học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân là Z hay là cùng P. Đồng vị thì cùng P nhưng khác N nên là khác nhau về số khối là A. Điều kiện bền của hạt nhân với các nguyên tử là Z nhỏ 82 là 1 nhỏ bằng N trên P nhỏ 1,52. Đây là những kiến thức cần nhớ nhất của chương số 1 chương nguyên tử. Ngoài ra để làm được một số câu trắc nghiệm lý thuyết ở phía dưới này nhá, ngoài ra cần làm được một số câu trắc nghiệm lý thuyết ở phía dưới này, các cháu cần nắm được thêm nhá. Các cháu cần nắm được thêm một số cái vấn đề sau ạ. Thứ nhất là nguyên tử thì được cấu tạo bởi từ hai thành phần chính. Thứ nhất là lớp vỏ, thứ hai là lớp hạt nhân. Được chưa? Lớp vỏ thì bao gồm hạt electron, hạt nhân thì bao gồm proton và neutron. Được chưa? Đấy, nguyên tử thì được cấu tạo bởi từ lớp vỏ chứa electron và hạt nhân chứa proton và neutron. Electron thì tích một điện tích âm, proton thì tích một điện tích dương, còn neutron thì không tích điện. Các cháu chỉ cần nhớ vậy thôi. Ok ạ. Đấy, các cháu chú ý nha. Đấy. Ở đây chúng ta lưu ý rằng là do nguyên tử trung hòa về điện nên mình có số hạt proton thì luôn bằng số hạt electron và luôn bằng số đơn vị điện tích hạt nhân. Thứ hai thì mình luôn luôn có là số khối A thì bằng số hạt neutron cộng với số hạt proton hay chính bằng số hạt neutron cộng với lại số Z. Cuối cùng thì mình có S nhá. Mình có S, S là tổng số hạt ạ. S là tổng số hạt. Tổng số hạt thì bằng số hạt proton cộng số hạt neutron và cộng số hạt electron. Được chưa? S là tổng số hạt thì nó bằng số hạt proton cộng số neutron và cộng số electron hay do P bằng E nên nó chính bằng là 2P cộng với N hay chính bằng là 2Z cộng với N. Được chưa? Ok chưa? Rất rất dễ thôi ạ. Đó thì câu số 1 đáp án gì ạ? Câu số 1, hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là do các loại hạt nào cấu tạo sau đây? Đây, rất nhiều cháu tô nhầm đáp án EA nhé. A quay xe là tẹo. Rất rất nhiều cháu tô nhầm đáp án E. Hạt nhân ạ. Hạt nhân là chỉ gồm gì ạ? Hầu hết là gồm proton và neutron thôi nhá. Hầu hết tại sao ở đây có phải là từ hầu hết mà không phải là từ tất cả? Các cháu biết không ạ? Tại vì thế này ạ, có một cái nguyên tử cực kỳ đặc biệt, nguyên tử nguyên tố đặc biệt đó là hydro ạ. Riêng cái anh hydro này thì nó lại cực kỳ là đặc biệt ở cái điểm thế này là anh hydro thì lại chỉ ở trong hạt nhân nó chỉ được tạo bởi từ một proton nhá. Thế nên ở chỗ này là từ hầu hết, có người bỏ anh hydro đi thì hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi proton và neutron nhá. Ok ạ. Đấy các cháu chú ý ạ. Một nguyên tử thì được đặc trưng cơ bản bằng gì? Đây các cháu nhìn đây. Một nguyên tử thì được đặc trưng cơ bản bằng gì? Ý ở đây là muốn hỏi về là cái ký hiệu của nguyên tử đấy ạ. Đấy, các cháu lưu ý nhá, chú Minh lại cũng lại chỉ chúng ta tiếp về ký hiệu của nguyên tử luôn. Vừa dạy chú Minh vừa giảng lý thuyết luôn cho các cháu. Ký hiệu nguyên tử là X, ở bên trên là số khối A, ở bên dưới là Z. Ví dụ này. Ví dụ này. Ví dụ ở đây chú Minh có anh clo 17 35. Thì anh này có nghĩa là có 17 proton, 17 electron và đơn vị điện tích hạt nhân bằng 17. 35 này thì chính là số khối thì chính bằng P cộng N. Từ đó suy ra được số hạt neutron bằng 35 trừ 17 thì bằng 18. Được chưa? Đấy ạ. Thì cái ghi ở bên dưới này là Z nhé. Đây ạ. Cái ghi ở bên trên là A nhé. Thế chính vì vậy nên một nguyên tử của chúng ta thì được đặc trưng cơ bản bằng số khối A và điện tích hạt nhân là Z. Được chưa? Một nguyên tử thì được đặc trưng cơ bản bằng số khối A và điện tích hạt nhân nguyên tử được ký hiệu là Z. Học thì bao gồm các nguyên tử như thế nào ạ? Ok ạ. Xem nào. Ok. Nguyên tố học. Đây này, ở bên trên chúng mình vừa ghi xong này. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử, ok ạ, nào, là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân hay là cùng P. Được chưa, nhìn ạ. Nguyên tố học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân hay là cùng P. Vậy là gì ạ? Cùng số khối là vứt nhá. Cùng số neutron là vứt tiếp nhá. Cùng số proton. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ, có cùng số proton ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ cơ. Nào. Câu số 4. Điều nào khẳng định là sai ạ? Điều nào khẳng định sau đây là sai?
Yên tâm ạ, hóa 10 đã có chú Bình Độ rồi ạ, các cháu lớp 10 yên tâm. Điều nào khẳng định sau đây là sai? Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton, electron và neutron, đúng ạ, hầu hết. Trong nguyên tử số hạt proton thì bằng số hạt electron. Đây, số hạt P bằng số hạt E, đúng tiếp. Đây, A đúng, B đúng. Số khối của A bằng tổng bằng số hạt proton và đây bằng tổng số proton và tổng số neutron. Đây đúng không? Proton và neutron đúng không? Số khối bằng số proton và neutron. Chính xác luôn. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron và neutron. Đúng chưa? Đấy, proton, electron và neutron. Đấy thì cái này cũng đúng. Thế vậy câu này sai đâu ạ? Đây này sai, đây là chúng ta bắt lẻ này. Hạt nhân nguyên tử cơ mà. Hạt nhân nguyên tử thì nó phải được cấu tạo chỉ từ gì ạ? Proton và neutron, chứ làm gì có electron ở đây ạ? Được chưa? Vậy đáp án sai của chúng ta nó là đáp án A các cháu nhé. Đáp án A bị sai. A sai, các cháu nhớ chưa? Đáp án A sai nhá. Ok ạ. Nào, tiếp tục này. Câu số 5. Câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là không đúng ạ? Không đúng. Ok. Nguyên tử được cấu tạo từ các loại hạt cơ bản là proton, neutron và electron. Chính xác. Nguyên tử thì được cấu tạo từ proton, neutron và electron. Chính xác ạ. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít bao gồm vỏ nguyên tử và nhân nguyên tử. Đặc khít là sai rồi. Nguyên tử có cấu trúc rỗng ạ. Không phải là đặc khít ạ. Sai. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và neutron. Chính xác tiếp. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron. Chính xác tiếp. Vậy ở đây cái không đúng của chúng ta là B, đặc khít là sai rồi. Nguyên tử đa số là rỗng các cháu nhé. Nguyên tử đa số là rỗng ạ. Câu số 6 ạ. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề không đúng ạ? Ok, nào sau đây là không đúng. Mệnh đề nào sau đây là không đúng ạ? Số điện tích hạt nhân đặc trưng cho một nguyên tố, chính xác. Bởi vì làm sao? Đây này. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân nên điện tích hạt nhân là đặc trưng cho một nguyên tố là chính xác nhá. Ok ạ. Tiếp tục ạ, chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton, chính xác ạ. Z của oxy bằng 8 nên nó là chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 proton là đúng. Ok, chúng mình sang mặt sau nha. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxy mới có 8 neutron, sai ạ, tại vì nó còn có thể có số khối nữa. Sai ạ. Chỉ có trong nguyên tử oxy mới có 8 electron, sai ạ, bởi vì là ví dụ như là cái anh mà anh ví dụ như là anh flo mà bỏ đi một à không ạ, ví dụ như là anh như các anh khác thì hoàn toàn đều có thể có 8 electron được, nên là sai là 3 và 4 đều sai nhá. Sai là 3 và 4 đều sai. Ok ạ, các cháu nhớ chưa? Đấy, câu này rất là hay luôn. Rất dễ kiểu cháu bị lừa. Đáp án sai chúng ta là A, 3 và 4 ạ. Nào, câu thì luôn luôn có số proton. Đây, một nguyên tử ạ. Luôn luôn có số proton bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích cá nhân. Ok, chính xác. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối. Đây, số khối đây ạ, bằng N cộng P, chứ không phải là bằng P cộng E. P cộng E là sai, vậy ý 2 sai nhá. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử là sai ạ. Số khối A là khối lượng tương đối, chứ tuyệt đối thì nó phải là bằng MP cộng MN cộng ME cơ. Số proton thì bằng số điện tích hạt nhân, đây P bằng Z, chính xác. Đồng vị của các nguyên tử là có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. Chính xác tiếp ạ. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron. Vậy ở đây chúng ta có các phát biểu sai. Các phát biểu sai ở đây chúng ta chỉ có gì ạ? 2 và 3 thôi nhá. Phát biểu sai ở đây chúng ta chỉ có 2 3. Các cháu nhớ cái định nghĩa về đồng vị nhé. Đồng vị là tập hợp các nguyên tố hóa học. Đây này, các cháu nhìn này. Đồng vị này cùng P nhưng khác N, nhìn rõ chưa? Cùng P nhưng khác N các cháu nhé. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là 7B bò. Ok ạ. Ok, các cháu có hiểu bài không ạ? Ok, các cháu hôm nay chú Minh giảng các cháu có hiểu bài không ạ? Ok. Nếu mà hiểu bài thì hãy chấm một cái vì chú Minh ạ. Cổ vũ chú Minh ạ. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Cho ba nguyên tử có ký hiệu là phát biểu nào sau đây là sai? Đây, magie 1224, magie 1225 và magie 1226. Số hạt electron của các nguyên tử lần lượt là đây các cháu nhìn đây. Đây biểu thị đây, Z ở phía dưới này. Đây chính là Z này, 17 đây. Đây cái số dưới này chính là Z nhá. Vậy ở đây này các cháu nhìn này. Đây này, Z bằng 12, Z bằng 12, Z bằng 12 nên E hay là P đều bằng 12 hết.
Vậy số hợp E các nguyên tử lần lượt này là sai. Phải bằng 12 hết cơ. Đây là ba đồng vị hóa học, các cháu nhìn nhá. Đây này, anh này, đây cùng Z khác P khác A, cùng Z khác A, vậy đúng là đồng vị hóa học luôn. Chính xác. Ba nguyên tử đều thuộc nguyên tố 3G, bởi vì là ba đồng vị hóa học nên cùng thuộc nguyên tố 3G là chính xác rồi. Hạt nhân của các nguyên tử đều có 12 proton, chính xác tốt. Vậy phát biểu sai hay nhận định sai ở đây của chúng ta là A. Nha, số hạt electron của các nguyên tử phải lần lượt chỉ là đều là 12 thôi. Chỉ là 12 mà thôi. Ok, sang câu số 19 ạ. Phát biểu sai. Chọn phát biểu sai. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Số khối thì bằng tổng số hạt N và P ạ. Số khối thì bằng tổng số hạt P và N. Đây, số khối bằng tổng số hạt P và N. Chính xác. Ok chưa? Tổng số P và số E thì được gọi là số khối. Đây, P và E hay là P và N thì đều là số khối chính xác ạ. Bởi vì là P bằng E. Trong một nguyên tử thì số P bằng số E và bằng điện tích hạt nhân, thấy không? Dễ, chính xác luôn. Số P thì bằng số E. Chính xác nốt. Thế phát biểu nào sai ạ? Chết rồi. Đây ạ. Số khối bằng tổng số hạt P và N. Đây, số khối này. Bằng tổng số P và E được gọi số khối sai ạ. P và N chứ sao lại là P và E? Vậy sai là B bò nhé. 10. Nguyên tử nhôm có. Đây. Ký hiệu đây ạ. Cái anh này là Z. Cái anh này là A. Vậy là gì ạ? Z thì bằng P thì bằng E đều bằng 13. 13P, 13E. 13P, 13E. 13P, 14E sai. 13P, 14E sai. 14P, 14E sai. Vậy chỉ còn là gì ạ? 13P, 13E và 14N. A thì bằng P cộng N. Nên suy ra N bằng 27 trừ 13 bằng 14. Được chưa? Vậy N bằng 14. Chính xác. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 10 C thì có ký hiệu là nguyên tử canxi thì có ký hiệu là đây Ca20-40. Phát biểu nào sau đây là sai? Nguyên tử canxi thì có ký hiệu là phát biểu nào sau đây là sai? Đây các cháu cũng nhìn ạ. Đây anh này là Z. Anh này là A. Vậy ở đây mình sẽ có Z bằng P bằng E đều bằng 20. Và A ở đây thì bằng 40. Được chưa? Vậy nguyên tử canxi có hai E lúc ngoài cùng. Cái chỗ này phải học phải cấu hình E cho chúng mình dạy trước các cháu nhé. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Đúng là có hai E lúc ngoài cùng thật. Chính xác. Chỗ này cấu hình E buổi sau chúng mình dạy nhé. Số hiệu nguyên tử của canxi là 20. Chính xác. Canxi ở ô số 20 trong bảng tuần hoàn. Canxi ở ô số 20 trong bảng tuần hoàn. Chính xác tiếp. Tổng số hạt cơ bản của canxi là 40. Sai ạ, tổng số hạt cơ bản là S. S bằng P cộng N cộng E. Vậy ở đây mình có này, A bằng 40 thì bằng P cộng N. Suy ra N bằng 20. Vậy nó bằng là 20 cộng 20 cộng 20. Thì tổng số hạt của canxi nó phải bằng 60 cơ. Được chưa? Tổng số hạt cơ bản của canxi phải bằng 60. Vậy tổng số hạt cơ bản canxi là 40 là sai. Vậy sai chúng ta là D các cháu nhé. Đấy, sai là D. Ok chưa ạ? Câu số 12 này là một câu nâng cao một chút. Câu số 12 này là một câu nâng cao. Các bạn nào mà học ở chương trình nâng cao thì mới cần làm câu số 12. Còn bạn nào mà không học ở chương trình nâng cao thì nghe chơi thôi. Nhá, nghe chơi thôi ạ. Orbital nguyên tử là một vùng không gian quanh hạt nhân, ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn, 90%, chính xác. Đám mây electron không có ranh giới rõ rệt, còn orbital nguyên tử thì có ranh giới rõ rệt. Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa He với chiều tự quay giống nhau, sai, ngược nhau. Trong cùng một phân lớp, các electron được phân bố trên orbital sao cho các electron tổng thân là tối đa. Các e phải có chiều tự quay khác nhau. Chính xác. Được chưa? Tiếp tục ạ. Mỗi orbital nguyên tử chứa tối đa là hai electron với chiều tự quay khác nhau. Chính xác. Được chưa? Orbital nguyên tử là vùng không gian xung quanh hạt nhân. Ở đó xác suất hiện diện của electron là rất lớn, trên 90%. Trong cùng một phân lớp, các electron được phân bố trên các orbital sao cho các electron độc thân là tối đa, các electron phải có chiều tự quay khác nhau. Được chưa? Và mỗi orbital nguyên tử thì chứa tối đa 2 electron với chiều tự quay khác nhau. Ok ạ, vậy đáp án đúng chúng ta là 145 ạ. 145 ở đây chúng mình gõ sai đáp án A. Đây ạ, 145 đây mới đúng ạ. 145, đáp án đúng đáp án A các cháu nha.